xuất khẩu cá ngừ sang Trung Quốc tăng vọt. Singapore hoan nghênh Trung Quốc gia nhập CPTPP. Khúc xương dài 13 km của Việt Nam giống tuyến xe lửa Kyrgyzstan xây bằng tiền Trung Quốc. Trung Quốc nói dối về lạm phát khi giá nhà sản xuất cao kỷ lục. Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 3,6 triệu đô la Mỹ, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan này, Trung Quốc đang tăng nhập khẩu thịt phi lê cá ngừ đông lạnh, cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư đã làm xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng chậm lại. Hiện, lượng tiêu thụ cá ngừ của thị trường Trung Quốc đang giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là nước nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 13 trên thế giới. Đặc biệt, nhập khẩu cá ngừ vằn, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ vây vàng, cá ngừ albacore và cá ngừ mắt to đông lạnh đang ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn. Singapore hoan nghênh Trung Quốc gia nhập CPTPP Thưa quý vị, tờ South China Morning Post dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 10 cho biết Singapore hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, việc Bắc Kinh gia nhập CPTPP có lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực. Tuyên bố của Trung Quốc cũng cho biết, ông Tập nói rằng Singapore và Trung Quốc có cùng giá trị và lợi ích về một số vấn đề lớn, bao gồm duy trì chủ nghĩa đa phương và phát triển chung. Trong khi đó, tuyên bố Bộ ngoại giao Singapore đưa ra không nói rõ sự ủng hộ việc Trung Quốc gia nhập CPTPP và chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc phát triển trong khu vực và quốc tế. Singapore sẽ tiếp quản vai trò chủ tịch Ủy ban CPTPP từ Nhật Bản vào năm tới và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phê chuẩn thành viên mới của hiệp định. Ngày 16 tháng 9, Trung Quốc thông báo nước này đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Vài ngày sau, Đài Loan cũng yêu cầu tham gia hiệp định. Trung Quốc và Đài Loan sẽ cần có sự ủng hộ của toàn bộ 11 thành viên là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam để gia nhập hiệp định. Nỗ lực của Trung Quốc có khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ Úc, quốc gia đang có quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Khúc xương dài 13 km của Việt Nam giống tuyến xe lửa Kyrgyzstan xây bằng tiền Trung Quốc. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được ví như khúc xương 13 km hay cục gân gà khó nuốt của Việt Nam được khởi công từ tháng 10 năm 2011 do Tổng thầu Trung Quốc thực hiện bằng tiền cho vay từ Trung Quốc và dự tính sẽ vận hành thương mại vào năm 2015, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng đắp chiếu. Truyền thông trong nước cho biết, Tháng 9 vừa qua, ban quản lý dự án này xin Bộ Giao thông cho dùng 26,4 triệu đô la Mỹ của hợp đồng vay vốn để bù cho chi phí tăng thêm ở hợp đồng tư vấn giám sát. Theo các báo Việt Nam vào tháng 7, tổng chi phí tính đến hồi tháng 7 vừa qua cho công trình này đã đội vốn lên tới 10.000 tỷ đồng, tương đương 441 triệu đô la Mỹ. Một câu chuyện tương tự, tại Kyrgyzstan cũng có một công trình hỏa xa do Ngân hàng Trung Quốc cho vay vốn và nay biến thành gánh nặng nợ nần cho quốc gia hậu Xô Viết. Nhưng các con số về hai công trình này cho thấy sự khác biệt giữa chi phí xây hỏa xa cao cấp ở Việt Nam và Trung Á. Công trình tại Kyrgyzstan dài 433 km, chi phí sau khi đã đội vốn vay của Trung Quốc có thể lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Còn công trình tại Hà Nội có chiều dài chỉ 13,1 km nhưng đã đội vốn lên tới 441 triệu đô la Mỹ. Một bên vừa cho vay vừa thi công tham gia dự án vành đai con đường, Cộng hòa Kyrgyzstan vay tiền Trung Quốc để xây đường sắt cao tốc, nhưng nay phải nhờ quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp vì nợ ngân hàng Trung Quốc quá nhiều. Kyrgyzstan bắt đầu vay tiền Exim năm 2010 cho nhiều dự án khác nhau, gồm cả công trình xây đường xe lửa cao tốc 433 km bắt đầu vào năm 2014. Với lãi suất ưu đãi 2% một năm, khoản nợ của Kyrgyzstan phải trả cho ngân hàng Trung Quốc không thay đổi nhiều. Nhưng sau 11 năm hưởng mức vay ưu đãi, từ giai đoạn 2024 đến 2028, số tiền phải trả sẽ tăng lên nhiều. Từ năm 2019, Kyrgyzstan đã phải trả 203 triệu đô la Mỹ lãi suất cho các khoản nợ nước ngoài và trong giai đoạn mới, từ 2024 đến 2028, con số dự báo sẽ là 300 triệu một năm với phần lớn trả cho Eximbank. Riêng về công trình đường sắt cao tốc, hồi tháng 2 năm 2019, Bộ trưởng Giao thông Janat Besenov đã phải báo cáo Quốc hội Kyrgyzstan phương án vay thêm 56 triệu đô la Mỹ từ Eximbank để đẩy nhanh tiến độ thi công dự kiến vào cuối năm nay. Trong 2 tháng 8 và 9, Bishkek đã phải công khai xin Bắc Kinh hoãn nợ theo một bài đăng trên trang eurasianet.org vào ngày 2 tháng 10 năm 2021. Một bài khác cũng đăng trên trang này trích lời một cựu giám đốc hỏa gia Kyrgyzstan giữa năm 2021 nêu con số khổng lồ 4,5 tỷ đô la Mỹ ước tính nước này phải chi bằng tiền vay Trung Quốc và tiền riêng vào tuyến hỏa gia cao tốc. Đây là một phần của tuyến đường dài trên 10.000 km nối Trung Quốc với Vịnh Ba Tư xuyên qua Trung Á. Năm 2020, GDP của Kyrgyzstan giảm 8,6%, khiến chính phủ nước này gần đây phải xin vay khẩn cấp từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Ngay từ tháng 8 năm 2018, các báo Trung Á đã đưa tin con số tổng nợ nước ngoài của Kyrgyzstan lên tới 91% GDP nước này. Biểu tượng giữa thủ đô Dù tầm vóc nhỏ hơn nhiều so với đường xe lửa Trung Quốc xây tại Kyrgyzstan, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông tại Hà Nội lại trở thành biểu tượng của sự chậm trễ và mâu thuẫn song phương. Theo báo lao động hôm 14 tháng 10, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có quy mô lớn, tính chất phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam nên quá trình hoàn thiện thủ tục nghiệm thu bàn giao kéo dài. Được biết, đơn vị cấp tín dụng cho công trình này cũng chính là ngân hàng xuất nhập khẩu Exim Bank của Trung Quốc, giống ở Kyrgyzstan. Bộ Giao thông Việt Nam cũng tự nhận lỗi của phía Việt Nam khi làm việc với đối tác Trung Quốc. Cụ thể là việc giải phóng mặt bằng chậm, quy định của Việt Nam về hình thức hợp đồng EPC, thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công, chưa rõ ràng, có nhiều khác biệt với thông lệ quốc tế nên hợp đồng EPC ký kết ban đầu chưa hoàn chỉnh, thiếu chặt chẽ, chưa đúng với bản chất hợp đồng EPC. Theo Bộ Giao thông được trang đất Việt trích thuật hôm 12 tháng 10. Cùng với những nguyên nhân nêu trên, Việt Nam chưa lường hết các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ. Các đơn vị tư vấn tham gia lập, thẩm tra dự án chưa có nhiều kinh nghiệm, dẫn đến thiết kế cơ sở ban đầu sơ sài, chưa lường hết được quy mô, tính chất, công năng phải điều chỉnh tại bước thiết kế kỹ thuật. Tóm lại, sự yếu kém của phía Việt Nam như đã thừa nhận, cộng với một mô hình phía Trung Quốc là bên cho vay vốn theo hiệp định, nghĩa là chủ động về tài chính và cũng là bên thi công, chủ động về tiến độ thiết kế, khiến công trình bị dư luận lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Mới đây hôm 11 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải thông tin Tổng thầu EPC của Trung Quốc từ chối hợp tác hoàn thiện đường sắt Cát Linh Hà Đông. Họ nói rằng họ không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Thông tin về thông báo của EPC được công bố khi dự án đang được Hội đồng nghiệm thu nhà nước Việt Nam thực hiện việc kiểm tra cuối cùng và dự kiến có báo cáo kết quả trong tháng 10 này. Vành đai nặng lãi Việt Nam và Kyrgyzstan chỉ là hai trong số trên 150 quốc gia vay tiền lãi suất cao của Trung Quốc cho các dự án cơ sở hạ tầng. Cuối tháng 9 vừa qua, phóng viên Celia Hatton viết trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Trung Quốc chi cho viện trợ phát triển ít nhất gấp hai Hoa Kỳ và các cường quốc khác. Điều đáng chú ý là hầu hết các khoản viện trợ được chi dưới hình thức cho vay lãi suất cao từ các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, theo các bằng chứng mới cho thấy. Khoản vốn Trung Quốc cho các nước vay cao sừng sốt. Mới cách đây không lâu, Trung Quốc còn nhận viện trợ nước ngoài, nhưng giờ đây gió đã đổi chiều. Bà Hatton viết, trong giai đoạn 18 năm qua, Trung Quốc đã viện trợ hoặc cho vay tiền tại 13.427 dự án cơ sở hạ tầng, trị giá 843 tỷ đô la Mỹ tại 165 quốc gia, theo nhóm nghiên cứu Ed Data, Đại học William and Mary ở tiểu bang Virginia, Mỹ. Đa số các khoản vốn này gắn liền với chiến lược vành đai con đường, đưa con tinh thần của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm khai thông các tuyến đường thương mại trên bộ, trên biển, nối Trung Quốc với các khu vực kinh tế của thế giới. Trung Quốc nói dối về lạm phát khi giá nhà sản xuất cao kỷ lục, Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên. Thưa quý vị, chỉ số giá sản xuất công nghiệp PPI tháng 9 của Trung Quốc tăng cao kỷ lục giữa tâm bão khủng hoảng năng lượng, trong khi chỉ số giá tiêu dùng CPI vẫn thấp. Tình trạng lạm phát tăng nóng có thể diễn ra trong những tháng tới, đẩy nền kinh tế Trung Quốc xa lầy vào trạng thái lạm phát đình trệ. Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nạn nhân nhập khẩu lạm phát từ Trung Quốc. Chỉ số giá nhà sản xuất công nghiệp lớn của Trung Quốc, PPI, đạt mức cao kỷ lục. Theo ghi nhận từ Bloomberg, vào ngày 14 tháng 10, Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá sản xuất PPI của các nhà sản xuất công nghiệp trong tháng 9 đã tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao kỷ lục trong 25 năm qua kể từ khi số liệu được ghi nhận vào tháng 10 năm 1996. Tuy nhiên, nghịch lý là giá tiêu dùng tháng 9, chỉ số CPI chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Mức tăng PPI hàng tháng so với cùng kỳ của Trung Quốc lần cuối cùng vượt quá 10% là trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào tháng 8 năm 2008, khi nó là 10,1%. Dữ liệu lịch sử của PPI trong cơ sở dữ liệu chính thức có thể được truy xuất từ tháng 10 năm 1996. Tại cuộc họp báo, chuyên viên thống kê cấp cao của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, ông Dong Li cho biết trong số 40 lĩnh vực công nghiệp được khảo sát, 36 lĩnh vực công nghiệp tăng giá, tăng 4 lĩnh vực so với tháng 8. Theo đó thấy rằng hầu hết các ngành công nghiệp chính đều tăng giá trong bối cảnh ngành sản xuất nước này chìm trong khủng hoảng năng lượng thiếu điện, giá nguyên vật liệu và dầu thô thế giới tăng cao. Các ngành tăng giá mạnh là ngành khai thác than, khí đốt tự nhiên, dầu khí, các ngành chế biến nhiên liệu khác, công nghiệp luyện kim, hóa chất và sản xuất sản phẩm hóa chất, phi kim loại, vân vân. Đồng thời do giá năng lượng tăng vì khủng hoảng, các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như công nghiệp luyện kim, xi măng, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác cũng tăng mạnh giá nhà sản xuất, đóng góp 0,57% vào mức tăng điểm PPI so với tháng trước. Phân tích cho thấy kỷ lục PPI trong tháng 10 này có thể chưa phải là mức đỉnh khi Trung Quốc vừa phải chịu khủng hoảng thiếu điện trong nước, vừa chịu khủng hoảng tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào từ thị trường thế giới. PPI chắc chắn sẽ truyền dẫn sang lạm phát và ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu dùng và sinh kế của người dân trong mùa đông khắc nghiệt đang tới gần. Lạm phát đình trệ và sự bất lực của chính sách tiền tệ. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của công ty chứng khoán Giang Hải Trung Quốc, hiện tại giá ngành công nghiệp thực phẩm đã tăng, giá dịch vụ sửa nhà cũng tăng lên cho thấy CPI tương lai sẽ tăng nóng. Haiti Flavor Industry mới đây đã thông báo tăng giá xuất xưởng của nước tương, dầu hào, nước sốt và các sản phẩm khác tăng từ 3 đến 7%. Vào ngày 14 tháng 10, theo báo cáo của Reuters, Zhang Jiwei, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Bảo hiểm Capital Management, chỉ ra rằng lạm phát bất ngờ vượt quá kỳ vọng và nguy cơ kinh tế Trung Quốc rơi vào chu kỳ lạm phát đình trệ đang gia tăng Lạm phát đình trệ là một trạng thái kinh tế khi đồng tiền mất giá lớn, kinh tế không thể tăng trưởng, chính sách tiền tệ buộc phải thắt chặt càng làm cho tình trạng đình trệ tăng trưởng tồi tệ hơn. Lạm phát đình trệ là giai đoạn khó khăn nhất, khó phục hồi nhất của bất kỳ nền kinh tế nào. Show How, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Commerce Bank Asia chỉ ra rằng CPI thấp hơn so với dự kiến trong khi PPI đã tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tranh lệch là khoảng 10 điểm phần trăm giữa CPI và PPI, khoảng cách chưa từng có trong lịch sử dữ liệu của quốc gia này. Điều này cũng có nghĩa là người tiêu dùng đang chịu áp lực rất lớn từ lạm phát giá sản xuất. Rõ ràng điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang bị tắc nghẽn cung trong khi cầu rất yếu. Thực trạng này sẽ khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái nhanh chóng. Vào tháng 9, Cục Dự trữ Ngũ Cốc và Nguyên liệu Nhà nước Trung Quốc thông báo sẽ phân phối dầu thô cho các công ty lọc dầu và hóa chất trong nước theo đợt để giảm bớt áp lực tăng giá nguyên liệu, ổn định cung cầu và bảo đảm an ninh năng lượng. Gần đây, lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Bắc Kinh đã phải sử dụng dầu thô dự trữ chiến lược để phân phối cho các nhà sản xuất trong nước nhằm giảm áp lực về lạm phát. Trung Quốc xuất khẩu lạm phát ra toàn thế giới, Việt Nam là nạn nhân đầu tiên. 33,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến từ Trung Quốc, chủ yếu vào nguyên vật liệu, bán thành phẩm đầu vào cho các ngành sản xuất trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tính chung 9 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 242,65 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 81,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 33,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nền kinh tế. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, hàng nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là nhóm hàng tư liệu sản xuất Tính chung 9 tháng đầu năm nay, ước tính nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm 93,8% nhu cầu nhập khẩu của toàn nền kinh tế. Hiện tại, giá nhà sản xuất của Trung Quốc đang tăng kỷ lục và không cách nào kiềm chế trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu hàng hóa quốc tế tăng cao như hiện nay. Lạm phát giá nhà sản xuất đã cao nhất trong lịch sử thống kê. Với vai trò là công xưởng sản xuất toàn cầu, lạm phát giá nhà sản xuất của Trung Quốc tăng kỷ lục sẽ khiến Trung Quốc xuất khẩu lạm phát của nền kinh tế này ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, các dữ liệu lịch sử cho thấy giá nhà sản xuất của Việt Nam luôn có biến động thuận chiều với giá nhà sản xuất từ Trung Quốc. Điều này hợp lý khi hơn 30% kim ngạch nhập khẩu, chủ yếu là đầu vào cho sản xuất đến từ Trung Quốc. Tình trạng phụ thuộc đầu vào cho khu vực sản xuất từ Trung Quốc đã kéo dài nhiều thập kỷ. Do đó, khi Trung Quốc có vấn đề về lạm phát, đặc biệt lạm phát giá nhà sản xuất, nền kinh tế nhỏ bé và phụ thuộc như Việt Nam sẽ phải chịu tác động tiêu cực nhất thưa quý vị bản tin kinh tế của chúng tôi đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo